bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua vấn đề gọi là object file. Hôm trước là định dạng mấy cái văn bản nè, văn bản nó có tiêu đề nè các bạn, tiêu đề mấy cái tiêu đề này các bạn dùng style nào các bạn, paragraph style hay chapter style, dưỡng ẩm nè, điều trị nè, paragraph hay chapter, chapter. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Các bạn khác cũng cho nó tơ luôn hả? Cái chữ dưỡng ẩm đồ này nó là ba ráp hay cha tơ? Dưỡng ẩm, điều trị nè. Điều trị, dưỡng ẩm. Dạ, ba ráp. Ba ráp, chính xác là ba ráp. Bởi vì nó là đoạn văn đó các bạn. Khi nào chữ dưỡng màu, chữ ẩm màu thì nó mới là cha tơ. Nha. Đây cũng là ba ráp. Còn đây nè các bạn, cái hình mà có đổ bóng nè, cái hình mà có đường viền nè, cái hình đẩy văn bản ra bên ngoài, thì lúc này chúng ta sẽ dùng là object type. Object type, object type là để định dạng cho hình ảnh. Ví dụ như khung hình ảnh, đẩy văn bản ra bên ngoài hình ảnh, bóng đổ cho hình ảnh, vân vân và vân vân nha. Rồi, để định dạng một cái object type, các bạn sẽ vào Windows File, chọn Object Type. Không có chọn là Type Paragraph Type nữa, mà là Windows File, chọn Object Type. Vào trong Object Type này, các bạn sẽ tạo cho thầy một cái style mới. Đó, ngang chỏ chuột thầy đang chỉ này. Tạo một cái style mới, rồi double click vào để định các cái thuộc tính như cái bảng bên phải. Nó gồm có general là cũng giống như là paragraph style, là để các bạn gán một cái tên, cái phím tắt nha. Fill là gán gì các bạn? Cái màu nền. Các bạn muốn cái đường viền thì các bạn gán cho thầy cái chalk, các bạn muốn bo góc cho khung thì các bạn chọn chalk and corner option, được chưa? Tiếp tục, các bạn muốn đẩy văn bản ra bên ngoài thì các bạn sẽ tìm cho thầy cái khung gọi là text swap. Còn ai muốn có bóng đổ thì chọn crop shadow. Được chưa? Và bây giờ để làm điều đó thì thầy sẽ tiến hành tạo một cái style để định dạng cho cái hình ảnh. Cái này lại nha. Bây giờ các bạn muốn là một cái hình này đẩy văn bản ra cỡ 3 hoặc là 5mm có đường viền, thì chúng ta sẽ dùng Object Style. Trên cái Object Style các bạn sẽ tạo cho thầy một cái style mới, rồi double click vô cái style mới tạo ra, mình ghi ví dụ như là hình đẹp. Phím tắt gán ở đây. Mình không gán thì mình sẽ chọn cho thầy chót. Chót là gì các bạn? Là cái đường viền. Ví dụ đường viền màu đỏ, kích thước của đường viền ví dụ 0.4, kiểu đường viền là gạch hoặc .. Được chưa? Rồi đẩy văn bản ra bên ngoài, thay vì các bạn chọn Windows Text Swap thì lúc này các bạn không xài. Các bạn sẽ tìm cái thuộc tính Text Swap ở trên bảng này đây các bạn, Text Swap Order. Đẩy văn bản theo hình vuông, không đẩy văn bản, đẩy văn bản theo cái hình của các bạn. Các bạn tăng cái khoảng cách đây. Ai mà muốn bo góc thì chọn là chalk corner. Còn bạn nào muốn bóng đổ thì chọn cho thầy là gì? Crop shadow. Đó rồi, ok các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn vô hình này nè ha. Mình chọn đó là hình đẹp. Mình chọn vô hình này nè ha. Mình chọn đó là hình đẹp. Xong. Vậy thì bây giờ đến cái ghi chú. Đến cái ghi chú trên hình này thì các bạn làm sao đây? Các bạn sẽ chọn cái khung ghi chú đó. Cái khung ghi chú này thì mặc định nó sẽ bị cái hình đẩy văn bản ra bên ngoài, không có màu sắc, không có gì hết. Bây giờ mình phải tự quy định thôi. Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào khung, các bạn tạo một cái style mới. Nó mới tạo ra này, mình double click vô, mình nói là khung ghi chú. Ghi chú, gắn phím tắt. Màu của cái nền này các bạn, màu của nền thì phải chọn cho thầy là fill. Fill ví dụ như là màu xanh, được chưa? Hoặc màu hồng, màu đỏ gì đó. Ví dụ màu hồng đi, nhưng mà cho nó mờ mờ bớt thì các bạn sẽ giảm cái này xuống, ví dụ 75%. Đó, hồng mờ mờ.
không cho cái văn bản này bị hình ảnh đẩy ra, thì các bạn phải tìm cho thầy cái chữ InnoTestWeb trên cái mục là Test Frame General Option, giống như Control B ở đây nè các bạn. Đó, và các bạn sẽ chọn Insert Bay là khoảng cách từ đường viền này cho đến văn bản, các bạn tăng lên. Đó. Còn văn bản thì các bạn dùng cái gì? Các bạn phải tiến hành tạo một cái bar wrap style để định dạng cho văn bản này. Thì chúng ta sẽ chọn cái này bar wrap style. Chọn vào đây một cái style mới. Ví dụ như là new. Đó, ví dụ như là văn bản ghi chú. À, lúc này chúng ta sẽ chọn phông chữ cho nó. Phông chữ cho nó. Ví dụ như là UTM-A-O, chữ thường ha, size 12. Canh lề nè các bạn, Indent and Basin, chọn cho thầy Left Certified. Và Shatter Color, ví dụ mình chọn màu xanh. Đó, ok các bạn. Đây, màu xanh nó bị trùng thì làm sao mà mình sửa? Mình đã tạo ra ở đây rồi. Thì nếu các bạn có sửa thì các bạn phải vào ba rác tay ghi chú, văn bản ghi chú các bạn mới sửa được. Còn giờ mình làm tiếp là đẩy văn bản ra ngoài, là test quá, đẩy văn bản cách xa. À, bây giờ mấy cái khung này các bạn cũng làm vậy, các bạn chọn khung này cũng vậy, khung này cũng vậy luôn. Cùng là mình sẽ chọn cái style cho nó thôi. Còn văn bản các bạn thích văn bản nào cứ copy thả vô, nít vô khung ghi chú là Ctrl V dán vô nha. Lúc này mình sẽ chọn là ghi chú, nít bỏ dấu cộng này các bạn. Rồi quay trở lại với thay ba rap tay, bởi vì mình đã tạo cái style màu xanh này cho cái text ghi chú. Các bạn double-click vào cái văn bản ghi chú, các bạn sửa lại. Với cái nền như thế này thì cái chữ màu trắng là được rồi. Cái size của nó, size của cái text nó giảm. Bây giờ các bạn muốn định dạng cái style cho cái khung này thì chúng ta sẽ vào Window Style, chọn cho thầy là Object Style. Trong cái Object Style đó các bạn sẽ tạo một cái style mới, double click vô, đặt tên ví dụ như là ghi chú. Màu fill bên dưới này các bạn, đẩy văn bản ra ngoài trước đi để dễ nhìn, thì các bạn chọn test web order, bạn đẩy văn bản ra cách xa. Đó, gắn cái màu đường viền thì chúng ta chuyển qua chóp chóp, ví dụ đường viền là kẻ chấm 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 gạch gạch gì đó. Đó. Rồi gắn màu fill, gắn màu fill, fill nó là màu xanh nhưng mà mình muốn nhạt thì mình sẽ giảm cái phần tin số, ví dụ 60%, ví dụ như là 40%, được chưa? Đây các bạn. Rồi văn bản bên trong đó, văn bản bên trong đó thì copy đại đi ha. Rồi mình dán vô, đích vào trong dán. Để định dạng văn bản bên trong thì các bạn phải chọn cho thầy là Test Frame General Option. Test Frame General Option, mình tăng cái Insert Bay thôi, tăng cái khoảng, thấy chưa? Đó, định dạng văn bản là gì các bạn? Bar Wrap Style, các bạn sẽ tạo một cái style mới, ví dụ như là văn bản ghi chú, ghi chú ha. Rồi, lúc này các bạn sẽ chọn màu chữ Charter Color, ví dụ như là màu trắng, màu xanh đậm đi ha, màu đen cũng được, màu đen cũng rõ. Chọn Indent and Basin, canh cho thầy là Left Certified. Rồi phông chữ lớn lên ha. Đó, các bạn thấy không? Thấy không? Rồi, bóng đổ là gì các bạn?
Crop Shadow. Khoảng cách của cái bóng đổ là các bạn giảm xuống ha, khoảng cách giảm xuống. Đó các bạn thấy không, cực kỳ đơn giản. Đơn giản vậy sao các bạn nở. Này ví dụ 60 ha. Được chưa? Tương tự cái style cho hình ảnh. Style cho hình ảnh cũng thế thôi. Cũng đường viền. Đường viền là trắng, màu nền là fill. Muốn bo góc là dùng cái này. Bo góc nè, các kiểu bo góc quen thuộc nè. Văn bản là ba wrap style. Định dạng đẩy văn bản vào bên trong khung là anh này insert bay. Test frame general option bỏ inner test warp là không có bị đẩy chữ ha. Còn test warp là nó đẩy chữ ra ngoài, còn inner test warp là bỏ qua đẩy chữ. Các cái hiệu ứng ha. Đó. Rồi.